Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn là cách mình tận dụng cái bình 5 lít để mình trồng rau tía tô nha các bạn. Hôm nay là mình sẽ trồng cái rau tía tô này. Đó. Cái rau tía tô này các bạn là mình gieo hạt á, mình gieo hạt á là mình gieo hạt trực tiếp luôn. Là mình không cần phải ngâm hạt nha các bạn. Đó. Hôm nay là cái rau tía tô mình nó được là 4 tới 5 lá thật rồi nè các bạn. Đó. Rau này là hôm nay là nó được là 25 ngày rồi. Đó, hôm nay mình sẽ làm bình để mà mình trồng rau tía tô nha. Đây, mình sẽ qua đây mình làm bình các bạn. Rồi mình sẽ cắt lên tới chính này nha các bạn. Cắt lên đây. 1, 2, mình cắt tới khía thứ 3 luôn. Cái bình 5 lít này các bạn là mình mua của mấy cái chị gia trai á. Đây là mình sẽ để như vậy mình trồng nha các bạn. Đó mình để như vậy. Bây giờ là mình vùi lỗ ha. Mình vùi lỗ ở đây nha các bạn. Đó, mình vùi lỗ như vậy để cho cái nó thoát nước ra. Thứ nhất, là thứ hai nữa đó là khi mà cái rau tía tô nó ra rễ rồi đó là nó sẽ ra mấy cái lỗ này luôn. Các bạn làm nhiều lỗ thì cũng càng tốt. Còn ở bên cái phần dưới cái nắp bình này á là mình cũng không cần phải mở nắp nha. Nếu các bạn muốn mở nắp thì cũng được, còn không mở nắp thì mình vẫn để như vậy. Giờ mình vùi lỗ luôn nha các bạn. Rồi, còn cái phần của cái khúc bình bên dưới này là mình sẽ vùi lỗ để thoát nước nha. Mình vừa lỗ gì nè các bạn. Đó. Mình để vô như vậy. Khi mà mình tưới nước á, mình tưới nước lên trên này. Đó, là nước nó sẽ thoát ra từ mấy cái lỗ đó ha, lỗ bên trong bình nè ha. Rồi nó sẽ ra tới đây. Đó, khi mà nước mà nó nhiều á, nó chèn lên tới trên này nha các bạn. Là nước nó sẽ tự chảy ra từ cái lỗ này nha các bạn. Nhưng mà phần bên dưới này, nước vẫn còn đọng lại. Nên là cái rau của mình lúc nào cũng vẫn tốt, vẫn có đủ nước nha các bạn. Rồi bây giờ là mình xin giới thiệu qua tới bên cái phần đất. Cái đất này á, là mình đã có ủ qua với chấu rồi. Nó rất là tơi xốp ha. Bây giờ là mình trộn thêm vô đây một ít phân gà nữa. Đây các bạn. Phân gà này là phân gà nhà mình đã ủ hai ha. Nó rất là tơi xốp luôn. Các bạn nhìn như vậy nó giống như là nó bị ướt ha. Nhưng mà thực sự không phải. Nó rất là khô luôn. Đó. Cái phân gà với lại cái đất nhìn nó cũng giống nhau luôn các bạn. Mình trộn gì đó các bạn cho nó cho rau nó tốt. Để cho cái rau mà của nhà mình trồng á để cho nó được tốt á nha các bạn. Là cái đất trước tiên là cái đất là phải cho tơi xốp. Và mình phải trộn thêm phân nữa. Như vậy á, là rau nó phát triển á, rất là nhanh luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ là mình sẽ cho cái đất vào trong đây. Bây giờ là mình bứng cây rau tía tô nha các bạn. Mình sẽ bứng một cây.
Nó lên tới 2 cây luôn. Để lại chút xíu nữa mình sẽ trồng cây này sau. Các bạn thấy không, cái rễ này nó ra rất là dài luôn rồi nè. Đó. Mình trồng là mỗi một bình như vậy là một cây thôi nha các bạn. Mình trồng mỗi một bình như vậy là một cây thôi. Cái đất của nhà mình á, nó rất là tơi xốp. Đó, mình để như vậy. Nhưng mà mình khi mà mình tưới ít hơn á, nó sẽ xẹp xuống nha các bạn. Còn mà tưới nước á, thì mỗi ngày mình cũng vẫn tưới là 2 lần, sáng và chiều. Hôm nào có mưa thì mình không cần phải tưới. Còn mà cái cây này là mình mới vừa trồng nha các bạn. Các bạn nên để nó ở trong chỗ mát ít hơn ha. Sẽ bổ sung thêm phân cho rau tía tô nha các bạn. Hôm nay nó cao được như vậy rồi. Từ hôm mà mình trồng cây con ra ngoài cái bình này á, đến nay là nó được 16 ngày nha các bạn. Trong thời gian 16 ngày này á, là mình chưa có bón phân lần nào hết. Tại vì trong cái đất này nó vẫn còn phân nha các bạn. Hôm nay là mình thấy nó bị trồi rễ lên. Trồi cái rễ ra nè các bạn. Đó là mình sẽ bổ sung thêm phân nữa. Đây mình các bạn xem là cái nè, cái rễ nó ra nhiều lắm rồi nè các bạn. Nè nó đang trồi ra tới bên ngoài này luôn rồi nè. Đó mình thấy nó ra bên ngoài này luôn nè. Đó. Rồi, mình sẽ bổ sung thêm phân. Mình cào cái đất như vậy còn cho nó hơi xốp một chút xíu, cào nhẹ thôi nha các bạn. Cho nó xốp cái đất lên. Đó. Rồi mình mới bón phân vô. Đây mình bổ sung thêm cái con gà nữa nha các bạn. Đây là con gà đã ủ hai ha. Nếu như các bạn không có con gà thì mình có thể dùng phân bò mình bón cũng được nha các bạn. Mình sẽ bón phân á, là mình sẽ bón theo cái viền thùng nha các bạn. Mình sẽ bón theo cái viền thùng, không có bón ngay gốc. Mình bây giờ mình bổ sung thêm miếng đất nha các bạn. Đây nè, đây là đất này là mình đã có ủ qua với cháu rồi nha các bạn. Đó, thì mình để đây, mình phủ lên. Vậy cho nó tốt các bạn. Rồi, mình tưới cho nó miếng nước.
khi mình mới bón phân thì các bạn nên nhớ tưới nước cho nó nha các bạn. Rồi xong rồi ít hôm sau là mình không cần tưới nữa, tại vì ở bên dưới cái phần bình đó nha các bạn, đây nè, ở bên phần dưới phần bình nè, nước vẫn còn đọng lại nha các bạn. Ít hôm sau là mình không cần phải tưới, khi nào cái nước này nó cạn rồi mất rồi là mình mới tưới thêm thôi ha. Hôm nay mình sẽ thu hoạch rau tía tô nha các bạn. Hôm nay nó lên rau quá ngon luôn rồi. Đó. Đây các bạn xem nè, cái rễ nó ra tới bên ngoài luôn rồi nè. Rất là nhiều rễ luôn nha các bạn. Cái rễ nó đã ra bên ngoài này nè các bạn. Là bây giờ là mình bón phân á, khi mà cái đất ở đây nó muốn nhiều hết rồi nè các bạn, là mình không cần phải bón phân ở trên này nữa, mà mình cứ bỏ phân vô trong cái bình nhỏ này nè các bạn, ở dưới cái đáy bình này đó, mình bỏ vô trong này một nắm phân, phân gà hay phân bò gì cũng được nha các bạn, là nó sẽ hút, nó sẽ lấy dinh dưỡng từ những cái rễ này nó đưa lên trên, là cây sẽ tốt nha các bạn. Tại vì bây giờ cái đất ở trên cái bình này nó đã nhiều rồi nè. Đó, nó đã nhiều rồi. Bây giờ là mình thu hoạch trước. Đấy các bạn. Bây giờ là mình thu hoạch á, là mình sẽ chừa lại những cái mắt lá này lại nha các bạn. Mình thu hoạch ở khúc này, mình chừa lại những cái mắt lá này là nó sẽ lên tiếp những cái nhánh mới nữa cho mình. Rau rất là ngon luôn các bạn. Mình đếm từ bên dưới lên trên là chừa lại là 3 mắt lá nha các bạn. 1 nè, 2, 3. Đó là mình chừa lại. Đây nè, những cái mắt lá này khi mà mình bón phân thêm đó các bạn, nó sẽ ra cái ngọn mới. Và những cái ngọn này nó phát triển trước nữa là cho mình thu hoạch tiếp nha. Rau rất là ngon luôn các bạn. Cái rau tía tô này á, mà cuốn với bánh xèo là rất là ngon. Ôi ngon quá. Mà các bạn thấy không, cái rau này cái lá nó rất là to ha. Đó, rau nó rất, lá rất là to luôn. Mà mình thấy trồng như vậy nó rất là tiện lợi luôn nha các bạn. Đó, mình trồng như vậy là mình cũng là không có cần phải tưới nước thường xuyên đâu nha. Khi nào mà nước ở dưới cái đáy bình này hết là mình mới chăm thêm thôi. Đó, như vậy là bây giờ là mình là không có bón phân ở trên đây nữa, mà mình sẽ bỏ phân ở bên dưới cái đáy bình này nha các bạn. Đó, cái rễ này nó sẽ hút nó đưa lên ha. Đó. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn là cách mình trồng rau tía tô, trồng ở trong cái bình 5 lít nha các bạn. Rau rất là ngon luôn. Đó, đây mời các bạn xem, lá rất là to mà thơm nữa nha, rau nhà trồng là rất là thơm luôn. Rồi mình xin chào các bạn nha, hẹn các bạn lại video sau. Chúc các bạn trồng thành công nha.